Rời quân ngũ, trở về với cuộc sống đời thường, các hội viên cựu chiến binh ở Tuyên Quang tiếp tục bước vào trận tuyến mới, xây dựng kinh tế gia đình. Với phẩm chất của người lính, không ngại khó, ngại khổ, dám nghĩ, dám làm, nhiều hội viên cựu chiến binh đã trở thành những doanh nhân tiên phong trong phát triển kinh tế. Không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn tạo việc làm cho lao động địa phương và đóng góp cho xã hội, làm sáng mãi hình ảnh của người lính Cụ Hồ. Ở thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, cựu chiến binh Nguyễn Viết Thành đã trở thành cái tên được rất nhiều người biết đến. Ông không chỉ là một hội viên cựu chiến binh gương mẫu, trách nhiệm, mà ở ông có sự nỗ lực vươn lên, mạnh dạn trong phát triển kinh tế gia đình. Năm 1981, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Trở về địa phương, ông tham gia phát triển kinh tế gia đình. Trải qua bao khó khăn vất vả, nhưng chưa bao giờ ông Thành nản chí. Ông luôn tâm niệm mình phải làm gì để đóng góp cho gia đình, xã hội. Với những kinh nghiệm sau nhiều năm tích lũy, năm 2000, ông đã mạnh dạn đứng ra thành lập doanh nghiệp tư nhân Thành Huy. Nay là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và sản xuất Thành Huy, đảm nhận các công trình xây dựng vừa và nhỏ, sản xuất gạch không nung, tạo việc làm cho trên 100 lao động, với mức thu nhập bình quân trên 7 triệu đồng một người một tháng. Sau khi tôi về quân đội trở về, tôi thấy địa phương cũng rất là khó khăn. Thì tôi đã đăng ký mà sản xuất ra một cái sản phẩm gạch không nung ở đây để giữ cho môi trường của Tuyên Quang mình trong sạch và làm được cái vật liệu sản phẩm để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh, giúp cho các cựu chiến binh làm giàu, giúp những người nghèo. Hợp tác xã cơ khí dịch vụ Vinh Nga, thị trấn Tân Yên của cựu chiến binh Nguyễn Thế Vinh lúc nào cũng đông khách. Người dân Hàm Yên đến đây không chỉ bởi chất lượng dịch vụ tốt mà còn bởi tình cảm dành cho người cựu chiến binh chất phác, luôn niềm nở và chu đáo với khách hàng. Nhiều năm kinh doanh lĩnh vực này, ngoài cung cấp các phụ tùng xe máy uy tín, chất lượng, ông Vinh còn trực tiếp sửa chữa, bảo dưỡng xe cho khách. Nhờ vậy mà mọi người luôn dành cho ông sự tín nhiệm cao. Với ông, bản chất của người lính luôn được phát huy, dù làm ở bất cứ hoàn cảnh nào. Trước đây là một quân nhân trong quân đội thì cũng không khuất phục trước kẻ thù, trước những cái vất vả của người quân đội, của người lính bộ đội Cụ Hồ. Khi về địa phương thì tôi cũng không khuất phục trước những cái khó khăn về kinh tế. Tôi nỗ lực để phát triển kinh tế lên, để tạo công ăn việc làm cho những con em của địa phương, rồi con em của cựu chiến binh, và phát triển kinh tế cho gia đình. Để khai thác, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, cùng khát vọng được đóng góp một phần công sức, trí tuệ cho sự phát triển kinh tế xã hội, cựu chiến binh Nguyễn Đức Thuận, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, đã chọn cho mình hướng đi mang nhiều ý nghĩa, đó là sản xuất, chế biến sản phẩm từ các mặt hàng nông sản địa phương. Ông đã đầu tư dây chuyền sản xuất rượu sâm và cam sấy khô để xuất đi thị trường miền Nam. Cơ sở sản xuất này đã bao tiêu nguồn nguyên liệu cho nhiều hộ gia đình trong xã, góp phần giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông sản địa phương. Ông Thuận luôn tâm niệm, mình làm được việc gì có ích cho xã hội, cho địa phương là mình sẽ làm và quyết tâm làm cho bằng được. Vì là bà con nông dân của Hàm Yên thì cứ được mùa thì mất giá, mà được giá thì lại mất mùa. Thế do đó thì chăn trở mãi, thì bản thân tôi thì cũng là một cựu chiến binh, thì về cũng suy nghĩ và đâu quyết định là sẽ đầu tư mua cái máy sấy để tận dụng mua tiêu thụ cam cho bà con trên địa bàn. Thì bình thường thì mỗi một năm thì được khoảng độ 20 tấn, làm xong thì hoàn toàn là xuất bán vào trong miền Nam, khu vực từ Quảng Bình trở vào.
câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Tuyên Quang hiện có gần 60 hội viên tham gia sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, từ khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến các sản phẩm nông sản địa phương và kinh doanh dịch vụ, tạo việc làm cho trên 1.000 lao động, với mức thu nhập từ 5 đến 8 triệu đồng một người trên tháng. Những mô hình phát triển kinh tế do các hội viên cựu chiến binh làm chủ nhiều năm qua đã phát huy thế mạnh của từng địa phương, tận dụng nguyên liệu sản xuất ra nhiều sản phẩm có giá trị, đảm bảo thu nhập cho người lao động, giải quyết việc làm cho nhiều người dân là cựu chiến binh và con em của họ. Với mục đích tập hợp những cựu chiến binh trên mặt trận kinh tế để cùng nhau hợp tác, liên kết trong sản xuất kinh doanh, câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh đã trở thành ngôi nhà chung của các hội viên là chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh. Mỗi hội viên mang trong mình một câu chuyện, một lĩnh vực kinh doanh riêng, nhưng cùng chung một chí hướng, một ý chí quyết tâm, phát huy phẩm chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt là phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Chúng tôi đã cùng nhau giúp đỡ nhau, cụ thể như là tiêu thụ hàng hóa cho nhau. Thế và tất cả trên các cái địa bàn của tỉnh Tuyên Quang chúng tôi là có hơn 60 mô hình của cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi. Thì là trong đó là có hơn 10 mô hình sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc, làm ra sản phẩm nhiều cho xã hội. Và sau đó thì chúng tôi cũng là có nhiều những cái đóng góp cho cái an sinh xã hội tại địa phương, giúp nhau xóa đói giảm nghèo và xây nhà tình nghĩa, đồng thời là xây dựng đường nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Hoạch, Giám đốc Hợp tác xã Vận tải và Dịch vụ Môi trường Thanh Bình, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang. Trong quá trình hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, ông đã có sáng kiến phân loại từng loại rác thải nhựa, ni lông, bao tải, bao bì, sau đó đưa đi tái chế. Ông còn đầu tư mua sắm trang thiết bị để tái chế giấy bìa cát tông, tái chế nhựa phế thải thành hạt, cung cấp cho các cơ sở tái chế, chế biến các nguyên liệu nhựa hạt thành các mặt hàng đồ nhựa theo yêu cầu của thị trường. Việc thu gom rác thải sinh hoạt về nơi sản xuất, tái chế ra các loại bao bì, hạt nhựa của Hợp tác xã Thanh Bình đã góp phần hạn chế vấn đề ô nhiễm môi trường, cũng như mang lại lợi ích lớn về kinh tế cho đơn vị. Thời gian đầu Hợp tác xã mới đi vào hoạt động, không tránh khỏi những khó khăn vất vả. Song những người lính đã từng được rèn luyện trong quân ngũ như ông Hoạch, thì sự kiên trì và ý chí vượt khó đã giúp ông gặt hái nhiều thành công. Về lĩnh vực môi trường thì thực ra mà nói thì nó hiệu quả là rất cao nhưng lợi nhuận lại thấp. Thế nhưng mà tôi vẫn chọn nó bởi vì là tôi yêu thiên nhiên, yêu môi trường. Thế và tôi muốn rằng là tạo được công ăn việc làm cho nhiều con em đồng đội của chúng tôi, có được những người yêu thế trong xã hội, họ có được công ăn việc làm ổn định. Vì cái việc này nó là cái việc mà gắn liền với người dân, nó là lá phổi của dân. Đấy, cho nên tôi muốn rằng là lúc nào môi trường cũng được trong sạch và người dân cùng nhau chung tay để gìn giữ môi trường. Thế và tôi là người đứng đầu thì tôi cũng động viên tất cả các anh em cựu chiến binh, có cháu cựu chiến binh tập trung nhau lại để làm ra một cái công trình môi trường, làm sao cho nó thật sạch xanh sáng đẹp để cho mọi người, một người vất vả nhưng nhiều người được hưởng lợi. Mô hình vệ sinh môi trường tái chế nhựa phế thải của Hợp tác xã Thanh Bình đã liên tục phát huy hiệu quả, hợp lý hóa sản xuất. Trong năm 2023, đơn vị đã sản xuất được 350 tấn nhựa hạt, tái chế được 59% số lượng rác thải, giải quyết việc làm cho gần 100 lao động, giúp nâng cao đời sống công nhân và tăng doanh thu cho doanh nghiệp. Không chỉ thành công trong lĩnh vực vệ sinh môi trường và hoạt động vận tải, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Hoạch còn làm tốt vai trò chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh tỉnh. Ở cương vị của mình, ông đã tích cực vận động các thành viên trong câu lạc bộ tham gia các hoạt động chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chia sẻ với cộng đồng, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Với những người đồng chí đồng đội, các cựu chiến binh là doanh nhân lại càng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao hơn, luôn sát cánh động viên, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Bản thân tôi cũng là chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Tuyên Quang, phụ trách hơn 60 cựu chiến binh là chủ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Thì tôi cũng đã động viên anh em cùng đoàn kết và cùng nhau giúp đỡ nhau để phát huy được cái sức mạnh
và đưa cái năng suất hiệu quả ngày một lên cao, năm sau cao hơn năm trước. Hiện nay trong bối cảnh khó khăn chung của hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng những người lính doanh nhân, doanh nghiệp ở Tuyên Quang vẫn luôn vững vàng ý chí, niềm tin, khát vọng, cùng hỗ trợ, giúp đỡ và đồng hành để phát triển. Bởi với mỗi cựu chiến binh, những năm tháng cầm súng, khoác trên mình tấm áo lính, họ đã được tôi luyện để thích nghi với mọi hoàn cảnh, kiên cường, vươn lên, chiến thắng mọi gian lao vất vả. Nếu như trong chiến tranh, những người lính sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, thì hôm nay trên thương trường, tinh thần của những người lính trên vùng quê cách mạng Tuyên Quang vẫn luôn thể hiện rõ quyết tâm xây dựng và phát triển kinh tế. Dù phía trước là những khó khăn thách thức, nhưng những người lính doanh nhân vẫn hàng ngày bền bỉ trên mặt trận làm kinh tế, đóng góp cho sự phát triển của quê hương.